Cộng sản đồng nghĩa với khổ đau. Bài viết của tác giả Tích Cốc Ngô Văn Phát. Diễn tiến hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, ba đảng cộng sản là Đông Dương Cộng sản 17 tháng 6 1929, An Nam Cộng sản Đảng tháng 8 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Liên Hoàn, mùng 1 tháng Giêng năm 1930, họp tại Hầu Vương Miếu thuộc bán đảo Cửu Long gần Hồng Kông để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi theo thời gian, đảng lại thay tên 3 lần để trở về cái tên nguyên gốc như dưới đây. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hồng Kông từ ngày mùng 1 đến 3 tháng 10 năm 1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 họp tại căn cứ Việt Bắc từ ngày 11 đến 19 tháng 2 năm 1951 đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4, họp tại Hà Nội từ ngày 14 đến 20 tháng 12 năm 1976, bỏ tên Đảng Lao động Việt Nam, lấy lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam có lột xác thay tên bao nhiêu lần đi nữa, thì cái bản chất Cộng sản vẫn không thay đổi, vẫn độc tài, tham nhũng, buôn dân bán nước, hèn với hán, độc ác với dân, cướp đoạt tài sản của dân làm của riêng, vân vân. Nói tóm lại là nơi nào có cộng sản là nơi đó có mọi khổ đau trùm lên đầu người dân. Do đó, trong phiên họp lần thứ 73 ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ, ông Trump đọc diễn văn trong có một đoạn lên án về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản như sau: "Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thảm họa loài người, một ví dụ cụ thể như ở Venezuela, hơn 2 triệu người đã bỏ chạy, nỗi kinh hoàng dưới chế độ cộng sản Maduro mà nước bảo trợ họ là Cuba đã mang lại. Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản đã làm phá sản một quốc gia giàu, dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói bần cùng cơ cực. Gần như ở nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra khổ đau, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của chủ nghĩa cộng sản dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại chủ nghĩa cộng sản và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người. Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các quốc gia có mặt ở đây cùng chúng tôi kêu gọi khôi phục dân chủ ở Venezuela. Hôm nay, chúng tôi công bố thêm các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ đàn áp nhắm vào giới thân cận và các cố vấn gần gũi của Maduro." Mỹ vừa công bố ra lệnh trừng phạt nhắm vào đệ nhất phu nhân Venezuela Chile Flores, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodríguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Barino. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản được chia ra làm 2 thời kỳ. Thứ nhất, từ 20 tháng 7 1954, ngày chia đôi đất nước Việt Nam, cũng là ngày Đảng Việt Cộng cai trị thực sự toàn miền Bắc. Chẳng bao lâu, Đảng cho tiến hành cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất với khẩu hiệu trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ. Để yểm trợ cho công cuộc tàn sát này, nhà thơ Nô Lệ, thấm máu dân lành Tố Hữu đã làm một bài thơ về cải cách ruộng đất như sau:
Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong, cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng, thờ Mao chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Theo thống kê chính thức của đảng Việt Cộng, đăng trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam, tập 2 do giáo sư Đăng Phong cho biết là cuộc cải cách ruộng đất chỉ có mấy năm mà đã có 172.008 người bị giết chết. Trong số 172.008 người bị kết án và bị giết chết đó, có đến 123.266 người bị kết án oan. Cứ 10 người thì có 7 người bị oan. Theo nhận xét của Tích Cốc, thật ra chữ oan ở đây là theo quan điểm của người Cộng sản. Chứ trong thực tế, có lẽ 100% đều bị oan. Những người bị chết oan này đã bị quy vào thành phần địa chủ và phú nông, những người bị xếp vào loại kẻ thù của nhân dân, bị đào tận gốc, tróc tận rễ. Nghĩa là trước bị lôi đầu ra đấu tố, sau đó nếu không bị bắn, đập đầu vỡ sọ hay chôn sống tại chỗ, thì cũng bị lãnh án khổ sai rồi chết trong nhà tù. Trong 172.008 người bị giết chết do đảng nêu lên trên đây, người viết phải nhân lên 2 hay 3 lần mới đúng, có nghĩa là trên 300.000 người. Tại sao? Tại vì Cộng sản là trùm lường gạt và nói láo. Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay chưa bao giờ thấy một tai họa khủng khiếp do Cộng sản gây ra như vậy. Ngoài sự tổn thất về sinh mạng, cái tổn thất lớn nhất là sự chà đạp lên nhân tính, giày xéo lên phẩm hạnh cao quý của con người. Và khi con người tự mình rời bỏ nhân tính và phẩm hạnh cao quý thì sánh ngang hàng với loài vật không hơn. Thứ hai, từ 30 tháng 4 năm 1975, sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, Đảng Việt Cộng tự phong cho mình là quang vinh, là vĩ đại, rồi ngang nhiên ban hành lệnh 4V, tức là vào, vơ, vét, về Hà Nội từ thượng vàng đến hạ cám, để chúng nó chia nhau hưởng thụ cái gọi là thành quả cách mạng. Và cũng kể từ ngày này, người đảng viên Cộng sản bắt đầu bước qua lành răng xanh để tập tành trở thành những tên tiểu tư sản. Rồi 44 năm sau, 30 tháng 4 năm 2019, chúng nó thực thụ là những tên đại, đại tư bản tỷ phú đỏ. Đảng Việt Cộng bắt đầu phơi bày cái bản chất của người Cộng sản là ra lệnh tất cả thương binh đang nằm trong Tổng Y viện Cộng hòa nội trong ngày 1 tháng 5 1975 phải rời khỏi bệnh viện. Người cụt tay, dìu người què chân, khấp khểnh với đôi nạng gỗ, siêu vẹo từng bước đi ra cổng mà đau đớn lòng. Còn người cụt tay, mù hai mắt nhưng còn hai chân, cõng người cụt hai chân nhưng còn đôi mắt hướng dẫn đường đi. Người bị thương lòi ruột, chưa kịp điều trị, cũng phải tay ôm đùm ruột với máu me dính đầy người rời khỏi bệnh viện để tìm ân nhân cấp cứu. Không có lời nào tả hết nỗi thương đau đã 44 năm qua, nhưng khi viết tới đây tôi vẫn nghẹn ngào rơi lệ và tự nêu lên câu hỏi là tại sao Đảng Việt Cộng đối xử dã man, tàn nhẫn, mọi rợ, vô nhân đạo như vậy với chúng tôi, những người thua cuộc. Chưa hết, bước kế tiếp, để thực hiện cái gọi là chủ nghĩa Cộng sản không bị trở ngại, Đảng cho áp dụng các phương án như sau. Thứ nhất, cưỡng bức quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa đi tù khổ sai không án mà chúng gọi là học tập cải tạo. Cả chục ngàn người đã chết tức tưởi trong rừng sâu nước độc vì đói không có ăn, đau không có thuốc uống, vân vân. Thứ hai, tống vợ con của họ và những người giàu có đi vùng kinh tế mới, nơi khỉ ho, cò gáy, nắng cháy bốn mùa để cướp đoạt đất đai nhà cửa. Thứ ba, con của quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị xếp vào loại công dân hạng ba, con ngụy, nên không được học hành đến nơi đến chốn. Thứ tư, đánh tư sản mại bản ba lần đổi tiền vét cạn tàu ráu máng tài sản của cải dân để bỏ vào túi riêng của đảng. Đảng là nhất,
Đứng trên luật pháp, luật đảng ban ra là chỉ áp dụng cho người dân. Tại sao thế? Tại vì chính đảng viên công an đã từng nói tao là luật, luật là tao kia mà. Hỡi người cộng sản, các người nên nhớ rằng luật các người làm, các người có thể ngồi xổm trên nó, nhưng luật nhân quả thì không miễn trừ cho một ai. Trong một đất nước, khi mà luật pháp không nghiêm minh, thì cuộc sống của người dân bị tương tàn, tương sát, bị lường gạt, tù đầy, bị giết hại còn tệ hơn loài thú. Tại sao? Tại vì loài thú, chúng nó có tranh ăn, cắn giết lẫn nhau, nhưng khi nó no đủ rồi thì chúng nó sống trở lại thành đoàn, hòa thuận lại với nhau. Còn con người cộng sản, dù đã bóc lột đến tận cùng xương tủy của người dân, bán nước cho tàu hưởng sự giàu sang tột đỉnh rồi mà vẫn còn tiếp tục giết hại lẫn nhau, như trường hợp Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị con virus của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giết chết ngày 21 tháng 9 năm 2018. Và không ngừng tại đây, chúng vẫn tiếp tục đàn áp, bóc lột người dân như cướp đất Thủ Thiêm, cướp vườn rau Lộc Hưng và sẽ còn dài dài cho đến khi nào chúng nó không còn hiện hữu trên hình chữ S. 21 năm cai trị miền Bắc, 20 tháng 7 1954 đến 29 tháng 4 năm 1975, 44 năm thống trị miền Nam, 30 tháng 4 1975 đến 30 tháng 4 năm 2019, 60 năm toàn trị cả nước, 20 tháng 7 1954 đến 30 tháng 4 năm 2019, Đảng trùm lên đầu nhân dân hai miền một tấm vải đỏ, trên có ngôi sao vàng thì toàn thể người dân Bắc cũng như Nam đều sống trong cảnh thê lương, ảm đạm. Còn riêng đảng viên, khi đầu còn đội nón cối, chân đi đôi dép râu từ trong rừng ra cưỡng chiếm được miền Nam, 44 năm sau, chúng trở thành những tên đại đại tư bản tỷ phú đỏ. Nói tóm lại, nơi nào có cộng sản thống trị thì nơi đó có bao trùm khổ đau, cho nên chúng ta xác quyết rằng cộng sản đồng nghĩa với khổ đau. Vì cộng sản đồng nghĩa với khổ đau, cho nên Cố Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã làm một bài thơ có giá trị: cho đến khi nào cộng sản còn hiện hữu trên trái đất này. Bài thơ tên là Nhắn nhủ với khổ đau. Thôi đừng hù ta nữa, ta biết mi lắm rồi, ta gặp mi trên khắp nẻo đường đời. Mỗi lần gặp mi, ta đều mỉm miệng cười và nhìn thẳng mặt mi không hề sợ sệt. Dù biết mi đáng sợ hơn là sự chết, nhưng với ta cũng chẳng là chi hết. Đừng mơ tưởng rằng sợ mi, rồi ta sẽ đổi rời khí tiết để cúi đầu trước bạo lực phi nhân. Hãy đày đọa ta cho thỏa chí hung thần, ta đã nguyện chẳng tiếc gì trước thân mộng uyển. Khổ đau ơi, mi có thấy giữa dòng đời lưu chuyển, sóng vô thường đang cuồn cuộn thét vang, đừng tự hào với đắc thắng vinh quang trên xác chết của đồng bào bất hạnh. Vì vô minh, mi chẳng biết gì ngoài sức mạnh, rồi cười vui trên đổ nát điêu tàn. Mi có biết không, nhạc mi nghe là những tiếng khóc than, trà mi uống là những giọt lệ tràn, rượu mi say là máu đào tươi thắm, màn trướng mi buông là những vành khăn trắng của muôn dân đang quằn quại dưới chân mi. Nghèo đói khổ đau theo sau mỗi bước mi đi, gông cùm xiềng xích nơi nào mi tới, ánh bình minh trở thành đêm tối, phủ mịt mù mọi lối tương lai. Những hài nhi vô tội trong bào thai, mi bóp chết với chiêu bài nhân mãn. Mi có nghe lời than hờn oán, đã và đang vọng về, từ đô thị đến làng quê, từ hải đảo đến sơn khê, từ đáy mồ của những oan hồn vưởng vất. Mi có biết không, chẳng có nơi nào trên trái đất, trong hư không hay dưới đáy biển sâu, làm chỗ trú ẩn dài lâu, để cho mi trốn
khi trái sầu đã chín, ngày đó nhất định rồi sẽ đến, khi đồng bào bừng tỉnh sau cơn mê. Đức Đạt Lai Đạt Ma đã tóm tắt về chủ nghĩa cộng sản chỉ có một câu ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa như sau. Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưới của cuộc đời. Thành tích vinh quang vĩ đại của Đảng sau 60 năm toàn trị đất nước 20 tháng 7 năm 1954 đến 30 tháng 4 năm 2019. Biệt thự khủng của Trần Văn Truyền, cựu ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra nhà nước tại xã Sơn Đông, tỉnh Bến Tre. Bớt đi một chút tượng đài, bớt đi lễ hội rực trời pháo hoa, bớt đi đại yến gần xa, bớt đi ông lớn nhiều nhà, ăn chơi trác táng xa hoa tiền chùa, bớt đi những tiếng nói thừa, vẽ vời hội họp bán mua chức quyền, bớt đi đấu đá triền miên, tranh quyền đoạt vị nhìn xem dân nghèo, đi học đứa lội đứa trèo, mong manh mạng sống họa treo đỉnh đầu, ước mơ xa vời cây cầu, nhỏ nhoi cũng được, cần đâu lớn gì, chỉ cần các cháu được đi học thêm con chữ xanh rì tương lai, không còn bơi vượt sông dài, không đu dây lượn như loài tạc răng. Mở ngoặc, Võ Thiên Thu đóng ngoặc. Những sự việc được trình bày trên đây là đúng sự thật 100%, vì tác giả bài này là chứng nhân mà cũng là nạn nhân sống ba chìm bảy nổi trong suốt thời kỳ đen tối của cuộc chiến quốc cộng. Tôi viết lên đây để những người trí thức trẻ sanh sau 30 tháng 4 1975 ở trong hay ngoài nước đọc để biết về bản chất của cộng sản, đừng thờ ơ ngoảnh mặt làm ngơ trước nước sắp mất nhà tan, mà hãy tự chọn cho mình một quyết định sáng suốt, đứng về phía dân tộc đấu tranh liên tục bằng mọi hình thức để loại bỏ cho bằng được cái đảng Việt Cộng độc tài, tham nhũng, buôn dân, bán nước, hèn với Hán, ác với dân, vân vân. Trước là tự cứu mình, gia đình mình, sau là cứu dân tộc khỏi bị bắt thuộc xích hóa lần thứ năm. Mong lắm thay. Larson, ngày 1 tháng 3 năm 2019, tích cốc Ngô Văn Phát, cựu tù nhân cải tạo ở Hoàng Liên Sơn, Bắc Việt.